Sau khi được đưa về bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên khám điều trị, ông Đoàn Ngọc Hải đã hết sốt, sức khỏe ổn định. Các xét nghiệm cơ bản về lâm sàng thì cho thấy chỉ số bình thường. CDC tỉnh Điện Biên đã lấy mẫu test nhanh COVID-19 của ông Hải với kết quả lần một là âm tính với virus SARS-CoV-2. Trao đổi với phóng viên VOV sáng 14 tháng 5, ông Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, Tối 13 tháng 5, sau khi đưa ông Đoàn Ngọc Hải từ thị xã Mường Lây về thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh đã chỉ đạo CDC khẩn trương lấy mẫu lần 1 kiểm tra xét nghiệm COVID-19. Sau 4 tiếng chạy xét nghiệm thì đã cho kết quả âm tính, sau 24 giờ sẽ tiến hành lấy mẫu lần thứ 2. Qua trần đoán ban đầu thì ông Hải bị cảm cúm thông thường dẫn tới sốt. Sau khi được điều trị tích cực, ông Đoàn Ngọc Hải đã hết sốt, tỉnh táo trở lại bình thường. Các xét nghiệm lâm sàng đều cho chỉ số bình thường. Tuy nhiên do bản thân có bệnh nền là hen và cao huyết áp nên ông Hải được đề nghị tiếp tục theo dõi và cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Trước đó thì chiều 13 tháng 5, khi đang trên đường từ huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu sang địa phận tỉnh Điện Biên để trao 4.000 hộp sữa cho các cháu mầm non huyện Nậm Pồ, ông Đoàn Ngọc Hải đã bị sốt cao. Ông Hải nhận định là có thể ông đã mắc Covid-19 ngay sau khi nhận được thông tin, thì ông Vừa A bằng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, đã chỉ đạo cho trung tâm y tế thị xã Mường Lai đón khám kiểm tra bước đầu cho ông Đoàn Ngọc Hải. Ngay sau đó, thì trung tâm y tế thị xã Mường Lai đã chuyển ông Đoàn Ngọc Hải về thành phố Điện Biên Phủ để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và điều trị cho ông Đoàn Ngọc Hải.